Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục đề xuất xây dựng lộ trình để biến COVID-19 thành bệnh thông thường, tiến tới thu phí điều trị như các bệnh khác. Hải Phòng yêu cầu F1 phải cách ly, theo dõi sức khỏe tới 10 ngày. Chỉ chấp nhận kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR gây tốn kém cho người dân. Hà Nội quá tải xét nghiệm PCR cả trực tiếp tại viện lẫn tại nhà. Vừa thổi giá kit test nhanh, chủ tiệm thuốc bỗng dưng mất trí nhớ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Bằng mọi cách chúng ta phải có lộ trình rõ ràng để biến COVID-19 thành bệnh lý khám chữa thông thường. Người dân vào viện khám chữa bệnh tự chi trả hoặc là chi trả theo bảo hiểm y tế. Vâng thưa quý vị, đó là đề xuất mới nhất của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội liên quan tới chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây không phải là lần đầu tiên ông Hiếu đề xuất vấn đề này, và chúng tôi cũng đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng chúng ta cố gắng dùng niềm tin để mặc định COVID-19 là bệnh đặc hữu bình thường. Thế nhưng phải khẳng định luôn rằng nó chắc chắn là một căn bệnh không bình thường một chút nào. Nếu phải chi trả chi phí điều trị COVID-19, thì gánh nặng sẽ tiếp tục đè nặng lên vai người dân vốn đã kiệt quệ suốt 2 năm qua. Và cũng xin nhớ rằng, chi phí điều trị cho những ca nặng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí là cả tỷ đồng. Liệu rằng bảo hiểm có thể chi trả được toàn phần hay chỉ một phần nào đó như nhiều căn bệnh khác? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những đề xuất mới nhất của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu trong phần sau của chương trình. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình dưới phần bình luận. Trước tiên như thường lệ, hãy cùng điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Hải Phòng yêu cầu F1 phải cách ly, theo dõi sức khỏe tới 10 ngày. Chỉ chấp nhận kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR gây tốn kém cho người dân. Thưa quý vị, thành phố Hải Phòng vừa có hướng dẫn các cơ sở y tế trực thuộc về việc triển khai thực hiện cách ly người tiếp xúc gần F1 với ca mắc COVID-19 tại nhà từ 5 đến 10 ngày để theo dõi sức khỏe, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2. Theo đó, những người đã tiêm đủ ít nhất là 2 liều vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 3 tháng, thực hiện cách ly 5 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú. F1 phải thực hiện xét nghiệm PCR ngày thứ 5, nếu âm tính, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 5 ngày tiếp theo. Đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, cách ly y tế 7 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm PCR ngày thứ 7, nếu âm tính, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 3 ngày tiếp theo. Như vậy, đối với cả hai trường hợp trên, thời gian cách ly và theo dõi sức khỏe của F1 lên tới 10 ngày. Nhiều người cho rằng quy định này có phần khắt khe trong bối cảnh lây nhiễm diện rộng hiện nay. Hơn nữa, việc yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR bắt buộc gây tốn kém cho người dân. Trong thời điểm hiện tại, đa số các địa phương trên cả nước chỉ cần lấy kết quả test nhanh để khẳng định một người là dương tính hay là âm tính với SARS-CoV-2. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Vừa thổi giá kit test nhanh, chủ tiệm thuốc bỗng dưng mất trí nhớ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Thưa quý vị, ghi nhận tại một cửa hàng thuốc trên phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Khi phóng viên truyền thông giả làm người mua hàng hỏi bao nhiêu tiền một bộ kit, chủ hiệu thuốc chia sẻ rằng mua lẻ hay là mua hộp, mua lẻ thì 90.000 đồng, mua hộp thì là 80.000 đồng. Bộ kit này của Hàn Quốc, một thùng có 900 kit, mỗi hộp có 25 kit. Mỗi hộp có giá là 2 triệu đồng, mỗi thùng kit giá 72 triệu đồng. Và ngay sau đó khoảng 5 phút sau, khi lực lượng chức năng quản lý thị trường có mặt tại cửa hàng thuốc này, giá bán của bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 ngay lập tức trở lại đúng giá niêm yết là 55.000 đồng một bộ. Chủ cửa hàng khi bị kiểm tra đã vội vã thanh minh, không nhớ gì về việc ngay trước đó đã báo giá bán lẻ tới 90.000 đồng mỗi bộ kit xét nghiệm nhanh cho khách hàng. Theo quy định hiện nay, các cửa hàng thuốc đều phải ký cam kết bán đúng giá các vật tư thiết bị y tế chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc thực hiện những cam kết này vẫn còn bị nhiều cửa hàng thuốc tại Hà Nội xem nhẹ vì lợi nhuận. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục đề xuất xây dựng lộ trình để biến COVID-19 thành bệnh thông thường, tiến tới thu phí điều trị như các bệnh khác. Bằng mọi cách chúng ta phải có lộ trình rõ ràng để biến COVID-19 thành bệnh lý chuyên khoa, khám chữa bệnh thông thường. Không còn dịch nữa thì bệnh này sẽ là như viêm phổi, suy tim bình thường. Người dân vào viện khám chữa bệnh tự chi trả hoặc là chi trả theo bảo hiểm y tế. Lúc đó thì mức lương tương xứng với cố gắng của các y bác sĩ mới được đảm bảo. Vâng thưa quý vị, đó là chia sẻ của ông Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tại buổi tọa đàm trực tuyến về chính sách cho nhân viên y tế được tổ chức mới đây. Theo ông Hiếu,
hiện nay rất khó khăn trong việc dự đoán thanh quyết toán kinh phí điều trị COVID-19 và chi phí phòng chống dịch do chưa có nghị định hướng dẫn. Ông Hiếu cho rằng, phải có chính sách chi trả cho con người, cho nhân viên y tế sau lương hợp đồng và phụ cấp để bảo đảm điều trị COVID-19 được lâu dài. Ông Hiếu dẫn ví dụ, hiện một điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai, bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tổng thu nhập được 9 triệu đồng một tháng, trong khi luôn làm việc trong tình trạng quá tải. Ông Hiếu cho biết thêm, chúng tôi đã vận dụng mọi cách, mọi nguồn lực, nhưng chi chỉ được như vậy thôi. Có thể phần thu nhập này duy trì được cuộc sống của bản thân bạn ấy, nhưng còn gia đình, còn vợ, còn chồng nữa. Do đó, chúng ta cần có những chính sách rõ ràng, lộ trình cụ thể tiến tới thu phí điều trị bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, ông Hiếu cũng đề nghị cần có cơ sở pháp lý để đơn vị tiếp nhận nguồn nhân lực điều trị bệnh nhân COVID-19 như là tuyển dụng, huy động nguồn nhân lực cơ sở y tế công, y tế tư, tham gia thực hiện tiêm chủng, thu dung, điều trị COVID-19. Ông cho biết, hiện nay bệnh viện không có biên chế mà nhận thêm gần 500 người vào viện chăm sóc bệnh nhân COVID-19, làm sao mà thanh toán, chi trả cho họ được. Hơn nữa, lương lại thấp, khó huy động người tài tham gia chống dịch trong các bệnh viện công lập. Phải có hướng dẫn cụ thể về vấn đề chi phí và con người. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Hà Nội, quá tải xét nghiệm PCR cả trực tiếp tại viện lẫn tại nhà. Thưa quý vị, theo lãnh đạo một trung tâm xét nghiệm tại Hà Nội, sau Tết dịch bùng phát quá mạnh, nhu cầu xét nghiệm PCR của người dân tăng cao, trong khi số nhân viên y tế tại trung tâm chỉ có vài người, không đáp ứng được nhu cầu. Ngoài ra, mưa rét kéo dài, số người có nhu cầu lấy mẫu tận nhà xét nghiệm PCR tăng rất nhanh, khiến dịch vụ này phải quá tải. Đại diện một số trung tâm xét nghiệm lớn như là Melatech, Hồng Ngọc không trả lời câu hỏi về tình trạng quá tải xét nghiệm PCR hiện nay. Tuy nhiên, về phía các chuyên gia, việc người dân đổ xô đi xét nghiệm PCR không cần thiết, gây tốn kém, nguy cơ lây nhiễm chéo tại các điểm xét nghiệm cao. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, kỹ thuật lấy mẫu test nhanh thực hiện đúng cách sẽ cho kết quả chính xác. Người dân không cần phải lấy mẫu xét nghiệm PCR. Một số người cho rằng, xét nghiệm PCR để biết tải lượng virus, chỉ số CT cơ thể cao hay là thấp. Thế nhưng thực tế, tải lượng virus chỉ có ý nghĩa xem nguy cơ lây nhiễm cho người khác như thế nào, không có ý nghĩa trong tiên lượng bệnh nặng hay là bệnh nhẹ. Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội cũng nhận xét rằng, xét nghiệm PCR là không cần thiết khi F0 cộng đồng đã là quá nhiều rồi. Kết quả test nhanh đã đủ để kết luận ai nhiễm, ai không nhiễm. Ai test nhanh dương tính thì liên hệ y tế phường để ghi nhận. Ngoài ra, đa số F0 đều nhẹ, không có triệu chứng, đã được tiêm vaccine đầy đủ thì không nên quá bận tâm đến chỉ số CT. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.